chức vụ giáo sư. Chức vụ giáo sư. Chúng ta thấy rằng cái chức vụ giáo sư nó là một cái chức vụ, một cái ân tứ chức vụ mà được liệt kê ra đầy đủ trong cả ba danh sách, trong cả ba danh sách về ân tứ chức vụ. Chúng ta xem ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11 chúng ta đọc rồi. Thứ nhất là sứ đồ, tiên tri, thầy giảng tin lành, mục sư và giáo sư. Rồi một cái danh sách nữa đó là trong Cô Tô Nhất đoạn 12 câu 28 và 29. Cô Nên Tô Nhất đoạn 12 câu 28 và 29. Không phải cả thảy làm một thứ chức vụ, nhưng mà có người thì làm chức vụ này, có người thì làm chức vụ kia. Và ở tại nơi đây, trong cái danh sách những chức vụ này, thì chức vụ sứ đồ, xin lỗi, chức vụ ân tứ chức vụ giáo sư cũng được liệt kê ra. Rồi trong một cái danh sách khác, đó là trong Roma đoạn 12, chúng ta xem từ câu số 6 cho đến câu số 8. Roma. Dạ, yeah. Thì chúng ta thấy rằng trong cả ba cái danh sách này đều có chức vụ giáo sư. Và chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy thế này nè. Ba danh sách này được ban cho bởi ba thân vị của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô là Chúa Giê-xu lập. Trong Cô-rinh-tô nhất là Đức Thánh Linh lập. Và ở trong Roma là Đức Chúa Trời ban cho. Có những cái ân tứ thiếu ở trong những danh sách kia, nhưng riêng về cái ân tứ giáo sư lại là một ân tứ đầy đủ trong, được liệt kê đầy đủ trong cả ba danh sách. Và khi một người có ân tứ giáo sư thì chúng ta phải thấy rằng theo như Kinh Thánh cho chúng ta thấy, thì khi một người có ân tứ giáo sư thì người đó vẫn có thể song song có thêm những ân tứ khác, ân tứ chức vụ khác, chứ không nhất thiết là chỉ có một ân tứ giáo sư. Chúng ta xem ở trong Công Vụ đoạn 13. Công Vụ đoạn 13 chúng ta xem từ câu 1 cho đến câu 3. Dạ, thì ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta biết về Sao-lơ, biết về Phao-lô. Thì
được liệt kê ra ở đây Phaolô là người có chức vụ giáo sư, đúng không ạ? Nhưng sau đó thì chính Thánh Linh của Đức Chúa đã phán và gọi Saulơ, gọi Barnaba và Saulơ và ban cho một cái chức vụ khác nữa. Và sau này thì người ta biết rằng họ là những sứ đồ của Chúa được sai đi. Rồi họ cũng kiêm luôn cái chức vụ truyền giáo, đúng không ạ? Họ kiêm luôn cái chức vụ truyền giáo nữa. Cho nên cái chức vụ giáo sư là cái chức vụ mà có thể chúng ta hoạt động song song cùng một lúc, là chức vụ giáo sư và một chức vụ khác. Đó là cái điều mà Kinh Thánh cho chúng ta bày tỏ, Kinh Thánh đã bày tỏ cho chúng ta. Và cái ân tứ dạy dỗ hay là ân tứ chức vụ giáo sư đó, đó là một cái ân tứ siêu nhiên. Nó là một ân tứ siêu nhiên. Thì thật sự thì cá nhân của tôi đến bây giờ thì tôi vẫn cho rằng cái điều mà tôi có thể đứng lên tôi giảng, tôi dạy được, đó là một điều siêu nhiên. Bởi vì văn cũng không hay, chữ cũng không tốt, nói chuyện cũng không có, gọi là không có duyên. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài đã đặt để và lại đứng vào trong cái vị trí để rồi để giảng dạy. Thì đó là một điều nó vượt ra cái điều tự nhiên của tôi rồi, thì nó là siêu nhiên rồi. Và để cho thấy rằng cái sự giảng dạy nó là một cái điều mà một cái ân tứ siêu nhiên nữa, đó là có những lúc chúng tôi rơi vào trong cái chỗ là chúng ta không biết giảng dạy cái gì. Khi mà không có sự chỉ dẫn của Chúa thì chúng ta thật sự không biết giảng dạy cái gì. Có những lúc tôi tâm sự với một bài tôi tới Chúa khác, nói lúc này tôi bị khủng hoảng bài giảng, tức là không có bài giảng. Họ không tin. Họ nói mấy ông mà làm gì khủng hoảng bài giảng, bài giảng lúc nào mà không có. Nhưng mà thật sự thì khủng hoảng bài giảng thật. Nói khủng hoảng bài giảng ở đây không có nghĩa là chúng tôi không có những cái bài giảng có sẵn đâu. Nhưng mà chúng tôi muốn cho hội thánh của Chúa ăn những thức ăn tươi ngon bằng cái sự dẫn dắt của Chúa, bằng lời rhema của Chúa, chứ không phải chỉ là ăn đồ hộp. Thì nếu mà ăn đồ hộp thì chúng tôi lấy những cái bài giảng cũ ra tôi giảng chuyện bình thường. Nhưng mà chúng ta thường muốn như vậy. Và khi chúng ta muốn điều đó thì chúng ta phải trông chờ lời Đức Thánh Linh. Cho nên có nhiều khi có những hội thánh họ hỏi tôi, tháng này một sư giảng tại chỗ tôi, một sư giảng chủ đề gì? Đừng hỏi tôi chủ đề. Nhiều khi sát bên thì tôi còn chưa có chủ đề tôi giảng nữa. Nhưng mà khi nào Chúa cho thì Chúa cho cái ý tưởng thì sẽ có bài giảng. Phaolô ông mô tả cái chức vụ giảng dạy đó như là cái mạch nước hay là như là cái nguồn nước hàng sống vậy đó. Chúng ta xem ở trong Côrintô nhất đoạn 3 câu 6 đến câu 9. Côrintô nhất đoạn 3 câu 6 đến câu 9. Một người trồng, một người tưới. Thì cái người trồng là cái người gieo hạt giống. Cái người tưới là gì ạ? Là hình ảnh của cái người dạy đó. Người tưới là hình ảnh của người dạy đó. Cái người truyền giáo như là cái người trồng. Cái người truyền giáo như là cái người trồng. Tại vì người đó đem hạt giống đến gieo vào trong tấm lòng của chúng ta. Và khi chúng ta đã tiếp nhận hạt giống đó rồi, thì để cho hạt giống được lớn lên, thì cái người tưới là cái người quan trọng, là người cần thiết. Thì cái chức vụ giáo sư như là một cái nguồn nước để tưới, để làm cho cái hạt giống được lớn lên. Rồi chúng ta xem thêm Công vụ đoạn 18 câu 27. Công vụ đoạn 18 câu 27. Toan sang xứ Achai
thì anh em dùng lòng cho và biết ơn đã dặn môn đồ hãy tiếp đãi người tử tế. Khi tới rồi, người được nhờ ơn Đức Chúa Trời mà bổ ích cho kẻ đã tin theo. Đây là một người có chức vụ giáo sư, đúng không ạ? Được sai tới, và khi tới rồi thì như thế nào ạ? Người sẽ nhờ ơn của Đức Chúa Trời để bổ ích cho những người đã tin ở tại nơi đó. Đó là cái người có chức vụ giáo sư. Và chúng ta, nếu chúng ta tiếp đón một người có chức vụ giáo sư á, thì chúng ta sẽ thấy được rằng sau khi chúng ta nói chuyện với họ, chúng ta sẽ thấy mình chắc chắn một điều là không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc. Chắc chắn một điều như vậy, nói nhiều hay nói ít nhưng không cần biết, nhưng mà khi chúng ta nói chuyện với người có chức vụ giáo sư thì chúng ta sẽ thấy được, chúng ta hiểu biết được lời Chúa nhiều hơn, được cái sự mở rộng ra hơn trong sự hiểu biết lời của Chúa. Chúng ta thấy có một cái khi cái lẽ thật của Chúa được bày tỏ ra, được dạy dỗ thì thường nó sẽ có cái sự chia rẽ. Mà chính Chúa Giêsu cũng nói thế này nè: các ngươi đừng tưởng ta đến đem sự bình an cho thế gian. Ta đến không phải đem bình an, song đem gươm giáo. Để chia rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, con dâu với bà gia, và các ngươi sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Cái chỗ Chúa nói là ta đến ở đây không có nghĩa là khi chính Chúa Giêsu đến, cũng có nghĩa là như vậy, nhưng cũng có nghĩa là không phải như vậy, mà lời của Chúa đến. Tại vì Chúa Giêsu cũng chính là lời của Đức Chúa Trời, và khi lời lẽ thật của Chúa đến thì chắc chắn có sự chia rẽ. Chúng ta xem Giăng đoạn 6 câu số 66. Tin Lành Giăng đoạn 6 câu số 66. Rồi chúng ta xem Hebrew đoạn 6 câu 1 câu 2. Hebrew đoạn 6 câu 1 câu 2. Chúng ta thấy thế này nè. Tại sao trong khi Chúa Giêsu ngày giảng, thì khi ngày quá bánh cho nhiều người ăn đó, thì có nhiều môn đồ, có nhiều người đi theo ngài. Nhưng sau khi ngày quá bánh, ngài giảng lẽ thật về bánh và lẽ thật về huyết, tức là đó là ai không ăn thịt ta, không uống huyết ta thì không có được sự sống đời đời. Thì bắt đầu cái đoàn dân 5.000 người ăn bánh, không kể đàn bà và con nít. Bây giờ họ thối lui hết, thối lui dần. Và cuối cùng chỉ còn có các môn đồ thôi, chỉ còn 12 môn đồ thôi. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 6 câu 66 chúng ta mới bài đọc, các môn đồ bắt đầu thối lui hết. Họ thối lui về lý do gì? Họ thối lui là bởi vì khi họ nghe Chúa giảng lẽ thật, khi Chúa làm phép lạ thì họ đi theo rất là đông. Nhưng khi lẽ thật được giảng ra thì không có mấy người đi theo. Tại sao? Cho nên chúng ta thấy điều thế này nè. Có nhiều người thắc mắc, họ nói tại sao mà những cái nhà thờ Công giáo đó, nhiều người đi theo đông quá vậy? Và chúng ta thấy họ trung tín luôn phải không ạ? Họ rất là trung tín. Nhưng mà khi chúng ta đã tin chúng rồi, tức là chúng ta đã tin Chúa Giêsu thật sự rồi, đi tìm đúng con đường rồi, thì lại không có nhiều người trung tín. Rồi, về sự giảng dạy ở những nơi đó,
thì họ gọi là chỉ là đọc kinh thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta giảng dạy lẽ thật, chúng ta theo không nổi, có những người theo không nổi, họ có những người thối lui. Lý do tại sao? Khi Chúa Giêsu ngài giảng cái bài giảng đó thì những người đi theo ngài nói thế này: giảng cái gì mà khó nghe vậy? Họ không chấp nhận nổi. Tại sao không chấp nhận nổi? Tại vì lẽ thật nó giống như là cái mực thước, giống như một người, như người ta dùng cái ví dụ của người thợ mộc, cái mực thước đưa ra mà tấm lòng của con người có sự cong quẹo thì nó sẽ chỉ ra hết. Có thể như có thể chúng ta nhìn thấy cái cạnh bàn này, về giả dụ nhìn thấy cái cạnh bàn này về con mắt thường chúng ta nhìn là nó là một đường thẳng, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như nó có một chút cong quẹo nào, chúng ta đưa cái mực thước vào, chúng ta đưa cái đó của thợ mộc gọi là gì, cái dây chuẩn mực, chúng ta đưa cái dây chuẩn mực vào thì cái chỗ nào nó nhô ra, cái chỗ nào nó khuyết vào sẽ thấy hết. Bởi vì cho nên khi chúng ta giảng lẽ thật, khi chúng ta giảng lẽ thật thì lẽ thật sẽ chỉ ra hết, sẽ chỉ ra hết. Ở Vĩnh Long có một cái người này cũng yêu mến Chúa lắm, nhưng mà mỗi lần đi thờ phượng Chúa là phải hỏi là bữa nay ai giảng. Nếu nói là tôi giảng là không đi. Nếu là tôi giảng thì họ không đi. Thì những người khác họ thắc mắc là: ủa tại sao vậy? Tôi thấy một sư Hào giảng rất là được ơn mà. Đúng rồi, ông giảng được ơn lắm, nhưng mà con gái là tôi, ông giảng là tôi sợ. Tại sao? Tại vì mỗi lần ông giảng là ông cứ chỉ vô tôi không à, ông cứ nói tôi không à. Cái người đó diễn tả thế này: mỗi lần ông giảng á, nó giống như là ông cầm cái con dao mà ông cứ phóng thẳng vào tôi vậy đó. Những cái gì nó ẩn giấu bên trong của tôi, ông cũng đào mới ra luôn nữa. Cho nên là không dám đi. Thì ở đây tôi muốn cho chúng ta thấy được rằng thật ra cái chức vụ giáo sư ít được nhiều người yêu mến. Bởi vì sao? Giảng đụng tùm lum hết trơn. Một người ngay thẳng, một người giảng lấy lòng thành thật, giảng dạy lời lẽ thật thì sẽ đụng tùm lum hết trơn. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng khi lời lẽ thật được giảng ra thì chắc chắn phải có sự chia rẽ. Tại sao có sự chia rẽ này? Những cái người cứng lòng không có chịu tiếp nhận lẽ thật thì họ sẽ thối lui, họ sẽ chống nghịch lại, họ sẽ chống lại. Nhưng mà những cái người mà có tấm lòng mềm mại để tiếp nhận cái lời dạy thì những người đó sẽ được tấn tới ở trong lẽ thật của Chúa. Nhưng mà có một điều, đó là có một điều, nếu chúng ta là một giáo sư thật thì chúng ta cũng phải cẩn thận để chúng ta sẽ tránh được những cái nguyên nhân gây ra cái sự chia rẽ, chúng ta tránh được. Ví dụ như là ở trong Hebrew đoạn 6 câu 1 câu 2 đó, tại sao ở chỗ này nó có những cái sự tranh luận với nhau về những cái điều sơ học của Tin Lành? Nếu như là một giáo sư thật sự của Chúa thì họ sẽ không để cho cái điều này xảy ra. Không để cho điều này xảy ra như thế nào đây? Khéo léo để không tạo nên một cái cuộc tranh luận không đáng về những điều sơ học của Tin Lành. Thật ra chúng ta thấy rằng ngày hôm nay nếu chúng ta mở trên Facebook á, thì chúng ta nhìn thấy có những người khi mà họ là người có cái tính tranh cạnh rồi đó, họ nói vô một câu là bắt đầu cái câu đó nó sẽ khơi mào cho sự tranh cạnh. Nó sẽ khơi mào cho sự tranh cạnh liền. Nhưng mà nếu một cái người thật sự dạy dỗ lời của Chúa thì người đó sẽ đem đến cái sự hòa bình chứ không đem sự tranh cạnh. Người sẽ tránh xa khỏi cái sự tranh cạnh, tránh xa khỏi những sự cãi lẫy. Ngay cả về những cái điều đơn giản như là phép bắp tem, phép đặt tay, sự kẻ chết sống lại, sự phán xét, đó là những cái việc mà ngày hôm nay vẫn có nhiều cái sự tranh cạnh với nhau.
Nhưng mà một người giáo sư thật, một người giáo sư của Chúa, người đó sẽ cậy ơn của Chúa để làm sáng tỏ những điều này và vượt qua những điều này. Cái chỗ này nè, đó là phải bỏ qua các điều sơ học của Tin Lành. Thì chúng ta phải hiểu là cái chữ bỏ qua này nó không có nghĩa là bỏ, nó không có nghĩa là bỏ, nhưng mà cái chữ bỏ qua này có nghĩa là đây là những điều căn bản của Tin Lành và chúng ta chấp nhận nó, không cần phải tranh luận nữa. Bởi vì điều căn bản của Tin Lành là gì đi? Là phép báp têm, là sự đặt tay, là sự kẻ chết sống lại. Đây là điều căn bản của Tin Lành. Đừng có đem mấy cái điều này ra để tranh cãi với nhau nữa, mà chúng ta phải chấp nhận nó là điều giống như là một cái nền tảng, một cái sườn của giáo lý Tin Lành. Không cần phải lôi ra để tranh cãi. Không cần phải lôi ra để tranh cãi đúng sai đây. Bởi vì chính xác đây là những điều cơ bản. Và nếu là những điều cơ bản thì không phải bỏ, không thể bỏ. Những điều cơ bản thì không thể bỏ. Nhiều người nói là những điều cơ bản có nghĩa là những điều sơ học đó là bỏ qua đi. Mấy cái đó nó đâu có quan trọng, tôi phải học cái gì đó cao lên. Nhưng mà không chấp nhận những cái điều sơ học thì làm sao học lên được cao? Không chịu vô lớp 1 học thì làm sao lên đại học? Đúng không ạ? Nhưng mà những cái điều không thể nào có cái chuyện bây giờ lên tới lớp 12 rồi mà những học sinh lớp 12 vẫn cứ ngồi lại tranh cạnh với nhau là bây giờ 1 cộng 1 bằng mấy. Tại cái 1 cộng 1 bằng mấy đó là cái điều căn bản của toán học. Đúng không ạ? Không thể nào lên tới từ cấp 3 rồi mà cứ ngồi lại và gây với nhau về bản cổ chương 2 x 1 2 x 2. Bây giờ theo ý của tôi thì 2 x 1 nó phải bằng mình thế này, 2 x 2 nó phải bằng thế này. Không cần tranh luận nữa mà chấp nhận cái đó, bởi vì đó là điều căn bản. Không, bây giờ lo mà tính toán, lo mà giải những cái bài toán khó hơn dựa vào trong những điều căn bản này, chứ đừng có ngồi mà lo mà tranh cãi về cái tranh luận về cái điều những cái điều căn bản này, không cần thiết. Thì trong đức tin chúng ta cũng vậy, dù chúng ta ở một cái hệ thống giáo lý nào, nhưng những điều sơ học của Tin Lành Đấng Christ, phép báp têm, phép đọc tay, sự cái chết sống lại, vân vân, đó là những điều không cần phải cãi nữa, không cần phải cãi nữa. Đó là điều căn bản. Hãy tập trung vào những điều lớn hơn. Và một người giáo sư của Chúa, một người giáo sư của Chúa thì sẽ tránh khơi lại, hay là tránh đem cái sự tranh luận về những cái vấn đề vô ích đó. Công việc của người giáo sư là xây dựng. Ephesos đoạn 4 câu 12, hầu cho chúng ta làm tròn công việc chức dịch để xây dựng thân thể Đấng Christ. Trong Cô Tô Nhất đoạn 8 câu 1, Cô Tô Nhất đoạn 8 câu 1, rồi chúng ta xem ở trong Cô Tô Nhất đoạn 3 câu số 2. Lúc thì Phaolô nói rằng ông dùng sữa để ông nuôi. Nhưng mà trong câu thứ nhất đoạn 8 câu 1 thì nói về vấn đề hình tượng đó. Thì cái luận của Phaolô khó để có thể một số người chấp nhận. Theo như nếu như chúng ta không để cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm hành động như là sống của chúng ta. Tức là theo ý của Phaolô ở đây. Theo ý Phaolô ở đây là ăn của cúng thần tượng chẳng sao cả.
Tôi sẽ nói theo cái nghĩa đen trước. Theo ý của Paulo đây là ăn của cúng thần tượng chẳng sao cả, bởi vì thần tượng là hư không. Bởi vì thần tượng là hư không, ăn không có sao hết. Nhưng mà chỗ này là cái chỗ mà nếu chúng ta không không kỹ, không cẩn thận thì chúng ta lại mắc mưu, mắc bẫy của ma quỷ. Không phải là Paulo viết sai, không phải là kinh thánh chỗ này là gài bẫy chúng ta, nhưng mà chúng ta cần phải hiểu đúng đúng cái bối cảnh. Chúng ta cần phải hiểu đúng bối cảnh. Bối cảnh chỗ này là gì? Khi Paulo ông ở thành Corinto, cái thành này họ thờ thần tượng, và đến cái ngày lễ của họ đó thì cả dân thành nhà nào họ cũng cúng cả, nhà nào họ cũng cúng hết, và họ cúng bằng con sinh tế của họ. Nhưng mà nhà nào cũng cúng hết, ăn không hết, họ ăn cái đồ cúng nó không hết, và ăn không hết thì họ làm gì? Họ đem đi bán, đem ra chợ bán, họ đem ra chợ bán. Và dân thành Corinto họ đều biết điều này, họ đều biết điều này. Cho nên khi họ tin Chúa thì lời dặn của các sứ đồ là người tin Chúa phải làm gì đó? Chánh, chánh của cúng thú chết ngợp, huyết và tà dâm. Thì khi những người ngoại họ tin Chúa và họ đọc cái lời nhắn này của các sứ đồ, họ rơi vào chỗ này rắc rối, chẳng là vấn đề gì hết, chẳng phải là vấn đề gì hết. Và nếu mà chúng ta ăn cái củ cúng đó thì cũng không sao hết, là bởi vì thần tượng nó là hư không. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Phaolô ông có giải thích, và cuối cùng thì ông quay lại, cuối cùng ông kết luận điều thế này: nhưng điều thiện là không ăn thịt. Nhưng điều thiện là không ăn thịt có nghĩa là gì đây? Có nghĩa là nếu anh em là người hiểu biết thì anh em ăn cái những cái đồ mà bán ngoài chợ mà biết là người ta có cúng rồi đó thì ăn cũng chẳng sao hết. Nhưng mà có điều đó là có những người chưa biết thì thấy anh em ăn như vậy đó, họ sẽ bị vấp phạm. Thấy anh em ăn sẽ như vậy sẽ bị vấp phạm. Và khi họ vấp phạm như vậy thì có nghĩa là chúng ta làm cái cớ để cho họ thối lui đi trong đức tin, hoặc là chúng ta làm cái cớ để cho họ phạm tội và họ cố tình họ ăn đồ cúng. Làm cái cớ cho họ để họ có liên, họ tin Chúa rồi mà họ không cắt đứt cái sự liên đới với hình tượng. Đó, cho nên Paulo giải thích như vậy, cuối cùng ông nói là điều thiện là không ăn thịt có nghĩa là gì đây? Có nghĩa là ăn không sao, nhưng mà nếu ăn có thể sẽ gây vấp phạm, cho nên tốt nhất là đừng ăn. Và ngày nay hầu thánh của Chúa không cho phép ăn. Bởi vì sao? Tốt nhất là đừng ăn, bởi vì chúng ta ăn chúng ta sẽ gây vấp phạm. Tôi ví dụ thế này, bây giờ nếu như anh chị em mà thấy tôi ngồi ăn ở trong một cái đám giỗ, ví dụ anh chị em thấy tôi ngồi ăn ở trong cái đám giỗ, về một cái khía cạnh nào đó tôi cho rằng mình hiểu biết và tôi ăn không sao hết về khía cạnh nào đó, nhưng đối với những người tín đồ, những người mà tôi dạy dỗ lời Chúa, họ thấy như vậy thì sao? Họ sẽ bắt chước, đúng không ạ? Hoặc là những người họ sẽ gọi là tẩy chay, họ không nghe nữa, hoặc là họ sẽ bắt chước làm theo. Và khi đương nhiên là khi họ bắt chước ở trong sự không hiểu biết thì bị ma quỷ nó lợi dụng, nó lừa dối để nó tấn công đó. Cho nên cái chức vụ giáo sư là một chức vụ làm cho sáng tỏ những điều này. Và trong những cái trường hợp là không cho phép tín đồ sử dụng một cái loại gì đó thì cũng phải làm cho họ sáng tỏ, để cho họ từ trong lòng họ quyết định cái việc, họ quyết định là họ từ chối một cái món ăn hay từ chối một cái vật gì đó mà nó gây cho ô uế.
Ví dụ như có những người họ biện luận, họ nói rằng Kinh Thánh đâu có cấm hút thuốc đâu. Thì rõ ràng cả Kinh Thánh có chỗ nào cấm hút thuốc đâu. Nhưng chúng ta phải chỉ cho họ thấy, chúng ta phải làm sáng tỏ vấn đề này để cho họ thấy hút thuốc mặc dù Kinh Thánh không có cấm, nhưng hút thuốc có hại cho thân thể, mà thân thể là đền thờ. À, đó, nhìn như vậy. Cái người giáo sư á, người đó phải luôn 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 sẵn sàng cởi mở và đón nhận những sự mới mẻ của lẽ thật. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng những cái người có chức vụ giáo sư, họ thường trong những cái sự giảng dạy của họ thường đôi khi nó có những cái sự đột phá. Và những cái sự đột phá này đối với một cái khuôn mẫu chung của giáo lý thì đôi khi nó có những cái mới. Đôi khi nó có những cái rất là lạ. À, nhưng mà cái người có chức vụ giáo sư thì phải luôn luôn sẵn sàng, cởi mở và đừng có rập khuôn. Khi giảng dạy cũng vậy, khi đang giảng dạy cũng vậy. Có cái giáo trình, nhưng mà phải cởi mở và còn phải có tấm lòng mở ra để Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngày sôi dẫn, để Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngày có thể thêm những điều mới vào. Và phép lạ thì cần trong cái việc truyền giáo, nhưng dạy dỗ thì cần cho việc phát triển hội thánh. Giống như chúng ta thấy cái hình ảnh của cây vả. Điều gì đã thu hút Chúa Giêsu đi đến với cây vả? Cây lá, phải không ạ? Chúa Giêsu nhìn thấy cái cây vả có lá cho nên Ngài đi đến. Nhưng mà khi Ngài đi đến rồi, cây lá nó không phải là cái Ngài cần tìm, mà cái gì? Cái trái. Tại sao? Bởi vì cái trái mới làm thỏa cơn đói. Còn cái lá là để làm gì? Để thu hút. Thì cũng như vậy, trong đời sống của một cơ đốc nhân hay là hội thánh của Chúa thì cần phải có ân tứ của Thánh Linh và cần phải có bông trái của Thánh Linh. Ân tứ là để làm gì? Để kéo người ta chạy đến. Nhưng lẽ thật lời Chúa mới khiến cho người ta được giải phóng. Lẽ thật là Chúa mới khiến cho người ta được tự do. Lẽ thật là Chúa mới khiến cho người ta được lớn lên. Cho nên cái chức vụ giáo sư rất cần cho hội thánh của Chúa. Nếu như trong hội thánh có người truyền giáo, có chức vụ truyền giáo, có chức vụ mục sư mà thiếu chức vụ giáo sư, thì hội thánh vẫn sẽ tồn tại, nhưng hội thánh không lớn mạnh. Tôi nói không lớn mạnh ở đây là không lớn mạnh trong lĩnh vực thuộc linh. Hội thánh có thể tăng trưởng về con người rất nhiều, nhưng sức mạnh thuộc linh, sự lớn lên trong thuộc linh không có. Tại vì không hiểu biết. Cho nên là ở trong hội thánh đó, cái người mục, nếu mà thiếu cái chức vụ giáo sư đó, thì cái người mục sư sẽ cực lắm. Cực tại sao vậy? Bởi vì những người tín hữu không biết lẽ thật thì không được giải phóng. Mà không được giải phóng thì họ tin theo Chúa, nhưng họ vẫn còn ở trong những cái giao kèo, giao ước đối với sự thờ phượng cũ, chưa được giải phóng. Ma quỷ nó lại lợi dụng vô chỗ đó và nó cứ tấn công, và cái người mục sư sẽ trở nên vô cùng cực khổ, cứ đi giải quyết vấn đề liên tục. Nhưng mà khi đã được giải phóng rồi thì họ sẽ được tự do. Cho nên cái sự dạy dỗ là cần hơn cho hội thánh so với phép lạ hay là ơn chữa bệnh. Phép lạ và ơn chữa bệnh rất cần trong việc giảng đạo, nhưng ân tứ giáo sư cần trong việc khiến cho hội thánh của Chúa môn đồ hóa hội thánh và làm cho hội thánh trở nên vững mạnh. Đó là cái tầm quan trọng của cái chức vụ ân tứ giáo sư. Rồi chúng ta đi qua một cái chức vụ khác, đó là chức vụ giúp đỡ. Chính là mà chức vụ giúp đỡ.